Hôm nay 11 tháng 9 2014, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 13 tháng 9. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2014 thu hút 200 người mua là những công ty du lịch và hãng lữ hành quốc tế thuộc hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, 100 người mua nội vùng, 20 báo chí quốc tế và 350 người bán đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ như Campuchia, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan, Anh. This time thì tức là mới năm. Yeah. Kỷ niệm mới năm của IT, tôi thấy là tất cả những vấn đề phát triển mạnh, tốt đẹp, là tạo điều kiện cho thế hệ du lịch của đất nước, đất nước trong ASEAN, trong AMEC ngày càng lên, càng phát triển lên. Tôi thấy là phát triển hơn năm khác, đây là tốt nhất, đây là rất tốt đẹp. Hội chợ dự kiến thu hút trên 20.000 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. Năm nay là năm thứ 10 Hội chợ du lịch quốc tế diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là sự kiện du lịch quốc gia được Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam công nhận và ưu tiên giới thiệu. Và trong cái cuộc tọa đàm của chúng tôi ngày hôm qua thì các cái quốc gia của APEC đều xác nhận rằng là cái sự kiện ITE đã có một tác động hết sức là có hiệu quả. Có dịp những cái người hoạt động trong lĩnh vực du lịch tìm hiểu được cái phong cảnh, cái văn hóa, con người của mỗi nước. Đồng thời đây là một cái cơ hội để mà người ta thúc đẩy cái dòng du lịch đến các nước trong khối APEC của chúng ta. Các đơn vị tham gia giới thiệu những nét hấp dẫn, đặc sắc riêng thông qua trang trí, thiết kế gian hàng nổi bật theo chủ đề của từng quốc gia, vùng lãnh thổ, điểm đến và sản phẩm du lịch ở 28 tỉnh thành của Việt Nam. Những doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế lần này rất hào hứng với lịch làm việc bận rộn cùng đối tác nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ đã gặp được những đối tác đến từ những thị trường khách tiềm năng. Thời điểm này thì là chúng tôi đã tiếp được 45 đối tác từ các đối tác châu Âu, từ Do Thái và một số nước như là Thụy Sĩ. Thì là các hãng này là chúng tôi đã nghiên cứu lịch sử của họ về việc tổ chức tour đi Đông Nam Á và đã sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi. Hôm nay họ rất là phấn khởi và tham quan cái gian hàng của mình. Rồi sang hôm nay thì chúng tôi đã tiếp được hơn 10 đối tác là đối tác tiềm năng mới. Chúng tôi đánh giá là cái việc mà tham gia hội chợ ITE lần thứ 10 này thì rất là thành công so với cái gian hàng tàu của chúng tôi. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế năm nay đã chuẩn bị nhiều chương trình khuyến mãi, vé máy bay khuyến mãi cho sự kiện ngày hội người tiêu dùng du lịch, tạo sân chơi cho doanh nghiệp du lịch và người tiêu dùng du lịch và cơ hội để doanh nghiệp du lịch tiếp cận, giới thiệu về những sản phẩm mới. Chương trình khuyến mãi tour du lịch, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air giới thiệu các chương trình bán vé máy bay giá rẻ. Chương trình miễn hàng trợ thôi. Chung là sẽ đưa cái hình ảnh của Vietjet đến với tất cả các quần chúng. Lớn quên, cái hai là gì đâu. Tôi có tổ chức bán vé khuyến mãi mỗi ngày từ cái giờ có trong cái giờ vàng của hội chợ từ 10 giờ đến 12 giờ và từ 4 giờ đến 16 giờ trong 3 ngày hội chợ. Ngoài ra thì Vietjet trên website thì vẫn tổ chức cái chương trình bán khuyến mãi mỗi ngày từ 12 giờ đến 14 giờ hàng ngày. Ban tổ chức cho biết nhiều doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không đã đăng ký các hình thức khuyến mãi, giảm giá, bán vé máy bay giá rẻ trong suốt thời gian diễn ra hội chợ này. Ngày 13 tháng 9, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa cho khách người tiêu dùng. Ban tổ chức sẽ cung cấp xe buýt miễn phí khởi hành 8 giờ từ khu A và ngã ba Đề Thám ở công viên 23 tháng 9, nhà văn hóa thanh niên, mỗi chuyến cách nhau 15 phút đến trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn và ngược lại.